con xin được thay mặt đại chúng châu Rome kính cung thiền đại đức tể đức từ bi hoan hỷ kệ ôn bài bài pháp phú số 207. Nam mô Phật Thầy giá và con xin được thân kính cung thiền đại đức tể đức ạ. Dạ, không biết đại đức tỷ đức có chiếc máy không ạ? À? Alo. Alo, đại đức tỷ đức, không biết đại đức có chiếc máy không ạ? À? Vậy là đại đức không có chiếc máy rồi. À, vậy thì kính đã mời cô tu nữ tể duyên nhé, xong là xin tặng đồng xin cảm vân. Dạ, kính mời cô tu nữ tể duyên, không biết cô tể duyên có chiếc máy không? Nếu không mời sĩ đoạn đầu trước nha. Sa thú lành thai quân vát tha lá, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức, cô tu nữ tệ duyên, cô tu nữ như pháp. Con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 207. Bà la sằng ga ta cha cha ri hi đi kha ma tha na so cha tí đúc khô bà lê hi sằng qua so a mít tê nê quá sắp ba đà thi rô cha su kha sằng qua so nhà tỳ nằng quá sa mà gá mù bà la sằng gá ta cha rì hí đi khá má thà ná sô chá tí đúc cô bà lê hí sằng qua sô á mít tê nê quá sắp bá đà thì rô chá số khá sằng qua sô nhà tỳ nằng quá sa mà gá mù bà la sằng gá ta cha ri hí đi khá má thà ná sô chá tí đúc khô bà lê hí sằng qua sô á mít tê nê quá sáp bá đà thi rô chá sú khá sằng qua sô nhà tì nằng quá sa mà gá mồ sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí như chung sống bà con. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà la sằng ga ta cha ri hí đi khá má tha ná sô chá tí đúc khô bà lệ hí sằng qua sô á mít tê nề quá sắp phá đà thì rô chá khá sằng qua sô nhà tỳ nằng quá xa mà gá mồ. Người ngu ai đã sống chung, phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi, cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 207. Bà la sằng ga ta cha ri hi đi kha man kha man tha na so cha ti đúc khô bà lê hi sằng qua so a minh tê nê qua sắp ba ta thi ro cha su ca sằng qua so nhà nhà tì năng quá sa mà gặp mù bà la sằng gặp ta chà ri hi đi kha man tha na so cha ti đúng khô bà lê hi sằng qua so a minh tê nê quá sắp ba đà
thi ro cha su ca sang wa su nhà ti năng quá sa ma các mu. Sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí, như chung sống bà con của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà la sang ca ta cha ri hi Đình khả man tha na so cha ti Đừng khổ ba lê hi sang hoa so A minh tê nê hoa sâm ba đà Thì rô cha su khả sang hoa so Nhà ti năng hoa sa ma ga mô Bà la sang ca ta cha ri hi Đình khả man tha na so cha ti Đừng khổ ba lê hi sang hoa so A minh tê nê hoa sâm ba đà Thì rô cha su khả sang hoa so Nhà ti năng hoa sa ma ga mô Người ngu ai đã sống chung Phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi Người ngu bằng hũ lỡ rồi, cũng như thế, kết đôi bạn thù của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà của Trương Nữ và Đạo Tràng ạ. Con kính mời về kế tiếp. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, Cô Tu Nữ Như Pháp. Dạ, con xin được đọc bài ạ. Dạ. Cảm ơn Chư Quát Thân Á cho biết cho bài. Con xin phép được đọc ạ. Dạ. Bà La Sang Gata Cha Ri Hi Đi Ga Ma Tha Na so cha ti ru kho ba le hi sam wa so amit te ne wa sap ba da thi ro cha su kha sam wa so nya ti nang wa sa ma ga mo sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn Khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù. Vui thay gần người trí như chung sống bà con. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Người ngu ai đã sống chung, phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi, cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Bản dịch của Hòa Thượng Thượng Giới Đức ạ. Dạ con xin phép được kệ ạ. Bà la sang ga ta cha ri ghi tha mát tha na so cha ti đu khổ ba lê thì sam qua so a me te ne wa sa pha da thì ro cha su kha sam qua so Nhà ti năng qua sa ma ga mô Sống chung với người ngu Lâu dài bị lo buồn Khổ thay gần người ngu Như thường sống kẻ thù Vui thay gần người trí Như chung sống bà con Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Người ngu ai đã sống chung Phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi Người ngu bằng hữu lỡ rồi Cũng dường như thế kết đôi bản thù bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kể. Dạ, con xin xuống mic kính mời một vị khác ạ. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thang Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức
Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 207. Ba lá san giá ta cha ri hí đi gá mát tha ná sô chá tí đúc khô pa lê hí xâm hoa sô amit tê nê quá sóc ba đà thi rô chá xú khá xăng hoa sô nhà tì năng quá xá ma gá mô pa lá san giá tá chà ri hí di gan mát tha ná sô chá tí đúc khô pa đề hí xâm hoa sô amit tê đề quá sắp ba đà thi rô chá xú khá xăng quá sô nhà tì năng quá xá ma gá mô pa lá san gá tá chà ri hí di gan mát tha ná sô chá tí đúc khô pa đề hí xâm hoa sô amit tê nê quá sắp ba đà thi rô chá xú khá xăng hoa sô nhà tì năng quá xá ma gá mô sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù quy thai gần người trí như chung sống bà con bản dịch của hòa thượng Minh Châu người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như cơ thế kết đôi bạn thù bản dịch của hòa thượng giới đức và cẩm dân đã ôn bài xong và mến mời bàn tay của cô tu nữ trợ duyên và mời cô. Dạ, sa thú kính cảm ơn dân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tự Đức, kính lễ quý cô tu nữ cô Như Pháp và kính chào quý thiện nam tín nữ. Dạ cảm ơn. Hoàn thành là cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn Quân. Bây giờ tự nhiên xin đọc kinh pháp cú số 207. Ba lá sang gá ta cha di hi di gá mát tha na so cha ti túc khô ba lê hi sam qua so âm biết tê nê sắp bát đà thi rô chá su khám sam qua so nhà tì năng quá sa mạ gạc mô ba la sang gá ta cha ri di ga mát tha na so cha ti dục khô ba lê sam qua so amit tê nê qua sam ba đa thi rô cha su kha sam qua so nhà ti năng qua sa ma ga mô sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con phổ thơ hòa thượng Thích Minh Châu. Người ngu phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế kết đôi bạn thù phổ thơ hòa thượng giới đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, cảm ơn Rạng Đông đã cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ kính mời Quang Thanh ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh,
đại đức tuệ đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên và cô tu nữ như pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 207. Con cảm ơn chú Quát Thà Na đã bóp bài. Bà la sằng ga ta chà ri hi đi kha mát thà na so cha ti đúc khổ bà lê hi sằng qua sổ amit tê đề qua tháp ba đà thì đồ cha su kha sằng qua sổ nhà tì năng qua sa ma ga mô. Bà la sằng ga ta chà ri hi đi kha mát thà na so cha ti đúc khổ bà lê hi sằng qua sổ amit tê nê qua sắp ba đà thì đồ cha ru kha sằng qua sổ nhà tì năng qua sa ma ga mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, cổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như sống chung bà con. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Bà la sang ga ta cha ri hi đi ka ma ta na so cha ti đục cô ba lê hi sang qua số amite ne qua sắp ba ra thì lô cha su ca sang qua số nhà ti năng qua sa ma ga mô bà la sang ca ta cha ri đi kha mát tha na so cha ti đục cô ba lê hi sang qua so amitene qua sap ba ra thi ro cha thu kha sang qua so nga ti năng qua sa ma ga mô. Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ lời cũng dường cũng dường như thế kết đôi bị thù. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Con kính cảm ơn chú Quát Thà Na đã bóp bài. Dạ con xin kính mời chú Quát Thà Na. Sa thu lành thay quang thành. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 207. Cảm ơn quang thành cho biết nghe rõ. Bà la sang ga ta cha ri đi kha mát tha na so cha ti đục khổ ba lê hi sang va so amitene va sap ba da thi ro cha sukha sam va so nya ti nang va samaga mo. Bà la sang ga ta cha ri hi đi kha mát tha na so cha ti đục khổ ba lê hi sang va so amitene va sambada thi ro cha sukha sang va so nya ti nang va samaga mo. Bà la sang ga ta cha ra hi đi kha mát tha na so cha ti đục khổ ba lê hi sang va so amitene va sapada thi ro cha sukha sang va so nya ti nang va samaga mo. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù,
Vui thay gần người chí như chúng sống bà con bản dịch của Ngài Minh Châu. Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế, kết đôi bạn thù. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Dạ Nam Mô Phật Tha Dạ Con xin được xuống mic. Dạ, kính mời cô tu nữ Như Pháp với mic Nhật Huyền. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quá Thà. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thà Ná, cô Đăng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đệ đức Tỷ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tỷ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Quách Thanh Á, mình chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mình chào cô Rạng Đông, mình chào cô Cẩm Vân, mình chào Châu Phan, kính chào ai kêu em đó, mình chào Thi Na, mình chào Thấy Là Thường, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mình chào Quang Thanh. Khi nào không nghe được hay sao chả mất tiêu rồi. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, tại Như Pháp thấy Thầy Đức Thầy Nhẫn chưa có online nên là Như Pháp chào đạo tràng để cầu vợ. Dạ. Dạ, bây giờ thì Như Pháp xin được ông bài câu Pháp Cú Kinh số 207. Cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Ba la san gata cha ri hi di khamatha na so kati dukkho ba le hi sang wa so amitte ne vasap bada thi ro cha sukha sam wa so nya ti nang vasap ma ga mo. Ba san gata cha ri hi di hi đề kha ma tha na sơ cha ti đức khô ba lê hi sang qua sơ amit tề nề qua sắc ba đà thi rơ cha sư kha sang qua sơ nhà ti năng qua sa ma ga nô ga mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như sống như chung sống bà con. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bà la san ga ta cha ri hi di kha ma tha na so cha ti đục khổ ba lê hi sang qua so amitte ne qua sắp ba đa thì rô cha sô và sang qua sơ nhã ti năng qua sàm a ga môn. Bà la san kha bà la san ga ta cha ri hi di kha mát tha na sô cha ti đục khô ba lê hi sang qua sơ y amitte ne wa sap ba da thì đô cha su ga sang ba sơ nhã ti năng qua sa ma ga mô. Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu chẳng bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế, kết đôi bạn thù. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ một phút rồi mà cũng chưa thấy Đệ Đức Tuệ Nhẫn online. Dạ, Như Pháp kính mời Thu Rạng Đông cẩm bích tí xíu cho Như Pháp điện thoại cho Đệ Đức Tuệ Nhẫn ha.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 208. Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn cầm mít ạ. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Thì nghe được âm thanh con không, sư cho con một tín hiệu ạ. Hình như là đại đức Tuệ Nhẫn không nghe được âm thanh thì phải. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn cầm mít ra. Dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát. Có lẽ máy của sư bị có vấn đề rồi. Dạ, kính chào Ngào Sắc, kính chào họ nhà Gấu. Và kính chào Sati Amata về bạn đạo tràng. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ạ. Dạ, chắc Như Pháp mời cô Đăng Đông cầm mít để chào sư trở vào đi. Cô Đăng Đông ha. Dạ, mời cô. Cảm ơn cô Trạng Đồng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ,
Như Pháp muốn cầm mít để cho cô Răng Đông chuẩn bị băng đó mà. Dạ, kính bạch với ngài và kính thưa đạo tràng, là do cái đường nét ở chỗ sư Tệ Nhẫn yếu quá, lúc nãy Như Pháp gọi sư cũng không có bắt máy, và sư lo chạy vào room, nên khi bà sư vào room giờ sư cũng không cầm mít được, sư mới gọi lại cho Như Pháp để báo là bên này không cầm mít được. Dạ, kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ giùm ạ. Dạ, bây giờ cô Đặng Đông khi nào mà chuẩn bị ban xong thì cho Như Pháp biết để Như Pháp nhường mít. Dạ, con cung thỉnh quý ngài ở lại chứng minh cho chúng con được thính pháp. Dạ, Như Pháp kính mời quý vị Phật tử có thể ở lại thính pháp ạ. Dạ, mời cô. Cảm ơn cô Đặng Đông thật nhiều. Trước. Tại cái ngôi làng tên là Cù Tí Ca Má mà chúng tôi đã nói sơ về cái lai lịch của cái làng đó, cái làng đó nó nằm ở một cái vị trí mà bên dưới là cái tòa lâu đài của cái vị Chuyển Luân Vương sau này, cái vị sẽ ra đời vào thời Đức Phật Di Lạc ha. Và tại ngôi làng này Đức Phật ngày thì nhắc lại một cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng mà ngày xưa 45 năm trước khi mới vừa thành đạo thì ngài đã có nhắc đến rồi. Đó là nội dung bài kinh Chuyển Pháp Luân. Khác nhau, có người thì trốn khổ tìm vui bằng cách là sống vùi đầu ở trong cái sự hưởng thụ, thì ngài gọi đó là cái kiểu lợi dưỡng. Rồi có cái hạng thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là vùi đầu trong những cái hình thức khổ hạnh đọa đầy thân xác, thì ngài gọi đó là khổ hạnh. Và ngài nói rằng dầu cho mình có vùi đầu trong cái khổ hay là vùi đầu trong cái vui ấy, thì đã là vùi đầu thì không thể cất đầu. Vùi đầu thì không thể cất đầu, mà cái người vùi đầu á, thì coi như làm sao mà có thể làm được chuyện này chuyện kia được. Giống như cụ lần che mặt, giống như là đại điểu vùi đầu trong cát, thì cái kiểu đó là chúng ta không có thể đối diện để giải quyết cái vấn đề được nha. Cho nên ngài mới dạy cái con đường trung đạo, đó là hiểu được khổ, trừ cái tập chứng diệt bằng cách là hành đạo. Đó là nội dung tứ diệu đế. Chứ tứ diệu đế không phải là một cái giáo lý chúng ta học qua cho biết, mà chúng ta cứ phải nhớ rằng nội dung tứ đế là đề nghị chúng ta bốn cái việc đó là: thứ nhất là đối với khổ phải hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ, trong bất cứ hình thức nào mọi hiện hữu là khổ, và ở đâu có cái đam mê đó thì cái đam mê đó nó chính là nguồn khổ. Thứ nhất, tất cả đam mê nó chỉ là đam mê trong cái khổ thôi, bởi vì đã nói là vạn hữu ở đời đều là khổ mà, cho nên bất cứ cái đam mê nào cũng là đam mê trong khổ. Và muốn thoát khổ mà lại đam mê trong khổ, coi như chúng ta một lần nữa lại đầu tư trong khổ. Muốn ra khỏi nhà tù mà lại yêu mê cái nhà tù thì làm sao mà ra khỏi cái nhà tù. Chán sợ một cái nơi chốn, một con người mà mình lại thương yêu đắm đuối cái nơi chốn và cái con người đó, thì làm sao có thể lìa khỏi được họ. Nói đến đây tôi còn nghe nổi sùng. Khi mà cách đây cũng lâu, tôi có đọc một cái bài phân tích của một cái vị giáo sư tâm lý học. Ông nói rằng đó là tại sao mà nó có trường hợp rất nhiều người phụ nữ bị chồng bạc đãi hành hạ vũ phu, đánh đập coi như là tàn phế mà vẫn không lìa bỏ được. Cái trường hợp mà bất đắc dĩ do phải lệ thuộc về tài chánh, hoặc là vì một lý do đặc biệt nào đó, thí dụ như họ gồng gánh cái gia đình của mình, gia tộc họ mạng của mình, mà bây giờ mình bỏ ổng là mình mệt, thí dụ như vậy thì trường hợp đó người ta có nói. Mà cái này người ta nói là trường hợp người phụ nữ đi làm lụng như con trâu để mà về phụng dưỡng hầu hạ một người đàn ông mà cứ thượng gắn tay hạ cẳng chân với mình suốt mùa này qua mùa nọ,
Thì ông phân tích, ông nói một cái điều mà tôi hiếm, không phải hiếm mà chưa bao giờ tôi đọc một cái phân tích nào giống như vậy. Ông nói rằng là bởi vì những người đàn ông vũ phu á, cái nam tính rất mạnh, cái tính đàn ông rất mạnh, rất mạnh. Và chính cái nam tính mạnh đó, nó trở thành ra là một cái sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ. Thì dĩ nhiên, đông râm này thì có nhiều người không đồng ý với cái nhận xét của ông giáo sư đó. Nhưng mà riêng tôi thấy nó có cái lý. Có nghĩa là mình lệ thuộc người ta, rồi mình phải chịu đòn, nó chịu đấm ăn xôi, thì cái đó tôi hoàn toàn thể thông cảm. Mà đằng này là mình nuôi người ta, để cho người ta hành hạ dày xéo mình, là bởi vì mình là một người mà coi như mình đam mê cái nam tính của người đàn ông vũ phu đó. Thì cũng vậy, chúng ta hiểu được vạn hữu là khổ, mà bất cứ một cái đam mê nào trong khổ, nó lại tiếp tục là cái nguồn khổ mới. Biết đó là người chồng vũ phu mà không lìa bỏ được, tiếp tục yêu mê thì bị đòn ráng chịu, cái gì đó không có gì lạ nha. Cho nên là chuyện đầu tiên phải hiểu vạn hữu là khổ, mọi sự có mặt, mọi hình thức có mặt, trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh đều là khổ hết. Chuyện thứ hai, bất cứ một cái niềm đam mê nào cũng chỉ là niềm đam mê trong khổ mà thôi, và chính niềm đam mê đó nó tạo ra một cái khổ khác. Bây giờ muốn cho hết khổ thì chỉ có một cách thôi, là không có tiếp tục yêu mê trong cái khổ nữa. Không tiếp tục yêu mê nữa. Mà làm sao để không yêu mê nữa thì chỉ có một cách thôi, đó là hành trì bát chánh đạo. Mà nội dung bất chánh đạo là gì? Là đi ngược lại cái tập đế. Tức là tập đế là cái niềm yêu mê trong khổ. Còn cái bát chánh đạo hay đạo đế hay con đường tâm học là cái con đường đi ngược lại, có nghĩa là không tiếp tục yêu mê nữa. Mà bây giờ phải chán, phải sợ. Phải chán, phải sợ. Thì có chán, có sợ mình mới có ly dị. Thành sinh lúc đó mình ở đâu cũng không biết. Rồi người ta thành Phật, người ta là thọ ký cho 800.000 vị Phật khác, mà lúc đó mình ở đâu. Và những cái biết rõ là ta đã hoàn tất cái việc phải làm đối với bốn thành đế, nhớ nha. Cái thứ ba đó là ba cái trí tuệ đối với tứ thánh đế. Mà ngày nào mình không có được ba cái trí này đó, thì mình còn tiếp tục khổ. Hôm nay thì trong râm này chúng ta chưa được cái loại trí thứ ba đâu, chưa được cái trí mà gọi là biết rằng ta đã hoàn tất chuyện nên làm. Thì cái trí đó mình chưa có, nhưng mà ít nhất đó, qua cái trí văn và trí tư đó, mình có được hai cái trí đầu tiên, đó là biết cái gì, biết rõ bốn đế là gì và biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Còn mà mình biết tới mức nào thì tùy người. Ở trong room này chúng ta học Phật Pháp tới đâu, chúng ta hành trì tới đâu. Và ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm, do Ba La Mật tiền kiếp mà bây giờ chúng ta có cái khuynh hướng tìm hiểu Phật Pháp hay không, cái đó là do Ba La Mật. Bởi vì có những người là tới ngay bây giờ Internet tràn ngập khắp hành tinh, mở ra thì có thể tìm hiểu biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu hệ tư tưởng triết học. Vậy mà khổ đau cỡ nào không biết tìm đến tôn giáo, không biết tìm đến tâm linh. Mà nếu biết tìm đến thì cũng biết tìm đến qua cái sự giới thiệu của bạn bè. Còn bản thân mình không có cái khả năng tra vấn, đó là cái rất là bậy. Khổ quá là cứ quen nhỏ con chiên Thiên Chúa để dắt đi nhà thờ, quen với đứa đạo hồi dắt đi vô thánh đường đạo hồi, quen với tinh lành theo tinh lành, quen hòa hảo, quen câu đài, quen với đạo nào theo đạo đó. Tức là cái đường mình đi là do người ta dắt. Mà tôi nhắc lại lần nữa, không biết tự tìm sách để đọc, không biết tìm minh sư thiện hữu để học đã là bậy rồi. Còn đằng này bây giờ sách vợ trang ngập trên Internet miễn phí, trừ ra sách của tôi, chứ còn sách đâu tôi cũng miễn phí hết trơn, mở ra đọc. Cho nên chính vì sao là vì cái Ba La Mật của mình nó yếu quá, cho nên cái khả năng mà tìm hiểu không có. Thứ hai, chính do Ba La Mật nó ảnh hưởng một phần cái chuyện là cho dù chúng ta có hiểu được căn bản Phật Pháp thì cũng do Ba La Mật tác động cho chúng ta là hành trì kém. Thứ hai là
thiếu hành trì. Mà thiếu hai cái này đó thì nó mới dẫn đến cái thứ ba. Dẫn đến cái thứ ba đó là chúng ta không có một, chúng ta không có một cái bước đi nào đối với bốn đề hết. Biết bao nhiêu người cũng tự nhận mình là Phật tử, cũng từng là người quy y, gặp gỡ học đạo với các vị tôn túc trưởng lão cao tăng mấy chục năm, nhưng mà vì là do các ba la mật nó yếu quá cho nên là coi như là không có tìm hiểu Phật pháp một cách căn bản, cứ vô chùa làm phước rồi thọ giới bát quan rồi nghe pháp rồi có thỉnh mới kinh về bỏ ông tủ lọc lại khóa lại rồi lại mỗi ngày vậy thôi mấy chục năm, rồi cứ yên tâm đó là mình Phật tử lâu năm, cứ nghĩ như vậy mà mình không biết được trong mấy cuốn kinh nó nói cái gì. Điều thứ hai, có biết căn bản về thiền hơi thở, thiền bất tịnh, thiền niệm chết, thiền niệm Phật, có biết nhưng mà cứ đổ lý do này đổ lý do kia cho nên thiếu hành trì cũng mệt. Mà chính vì thiếu hai cái này nè, thiếu là thứ nhất là thiếu cái lý thuyết và thứ hai là thiếu cái thực hành ấy, cho nên là cái thứ ba là cái đường tu mình nó bị dậm chân tại chỗ và cái đạo nghiệp tự nó đóng khung, nó không có sâu, không có rộng. Từ chỗ đó đó cho nên Đức Thế Tôn thì mới giảng tiếp một cái thứ hai, đó là xác định rằng là cái con đường dẫn đến cái sự chứng ngộ diệt đế chính là tám học đó. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, này các tỳ kheo giới cùng tu với định thì dẫn đến lợi ích lớn và bao lớn. Mà định cùng tu với tuệ lợi ích lớn và bao lớn, mà không, tôi đã giải thích rồi cái lợi ích là gì. Lợi ích tức là nếu đủ duyên thì chứng thánh ngay đời này, chứng thánh chứng thiện. Còn nếu mà vô duyên kém phước thì ít nữa đó, thì với cái sự nỗ lực, với sự nỗ lực đời này chúng ta cũng gieo được cái chủng tử, gieo được cái hạt giống lầm cho đời sau kiếp khác. Kiếp này không xong thì kiếp khác xong, chiều không hôm qua đó không xong thì sáng nay xong sớm. Cái câu này rất là quan trọng, chiều hôm qua không xong thì sáng nay xong sớm. Cứ nỗ lực hết mình, tận lực trước ra, nếu đời này không xong đó thì đời sau gặp Phật. 7 tuổi rồi chỉ cần người ta cạo tóc mình cái người ta nhắc cái mấy câu thôi, đây là tóc nha con, tóc lông móng răng da bất tịnh nha con, các thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất, nghe vậy là 7 tuổi chứng la hán rồi. Đó, tức là hôm qua không xong sớm thì hôm qua chiều muộn không xong thì sáng nay xong sớm là vậy đó. Tiếp theo là ngày ai á, và Đức Thế Tôn liền gọi là sau đó rời khỏi làng Kotigama và đi đến một cái địa danh gọi là Nandika. Nandika, tại đây có một cái sự kiện, cũng đọc qua thì thấy không có gì nhưng mà một sự kiện rất là đặc biệt. Tại Nandika, ngài A Nan hỏi Phật về cái chốn tái sinh của nhiều cư sĩ. Ở đây chúng tôi cũng thưa các vị một chuyện mà có thể trong rất là nhiều người cho là phong thần không tin. Tức là có hai cái lý do khiến người ta yếu mệnh. Một là do cái tuổi thọ và do nghiệp thiện ác nha. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Có hai lý do khiến người ta yếu mệnh. Một là do tuổi thọ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời kỳ đó, cái nhân loại đó, người ta sống maximum là 75 hoặc 100 thôi, thì làm sao mình sống tới 1000 tuổi được. Đó là rồi một chuyện nữa là do cái chủng loại đó, cái giống loài đó, thí dụ như con mũi thì nó sống được có mấy ngày thôi, con voi thì maximum là con voi nè, con sư tử nè, tối đa đó là 60 đến 80 tuổi thì không thể nào mà nó rờ tới 100 hết trơn nha. Con rùa thì có thể lâu. Còn cá đó thì chúng ta biết là có những con cá mà nó sống mấy trăm tuổi, vô Google tìm nha, để vô Google tìm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp gì đó, cứ tìm cái loài cá sống lâu nhất nó lên tới 200 mấy chục tuổi nha.
Cho nên có những cái chủng loại mà nó phụ du mong manh, vài ngày, vài giờ, vài phút. Có những chủng loại nó vài chục năm. Cho nên nếu mà mình muốn sống lâu hơn cũng được. Cho nên cái đó gọi là cái tuổi thọ hạn định của cái giống loài đó. Cho nên lý do yểu mệnh ở đây là do cái tuổi thọ của cái loài nó ngắn thì mình phải sống ngắn thôi. Nhưng mà cái lý do thứ hai đó, đó là do nghiệp thiện ác. Xưa giờ bà con chỉ cái nghe nó yểu là thấy xấu rồi. Bà con trong rừng mình cái nghe yểu là thấy xấu rồi, chuyện xấu rồi. Và như vậy hả, nghe nó yểu mệnh là cái nghĩa đến nghiệp xấu, có nghĩa là do cái nghiệp mà nói sắc sanh hành hạ chúng sanh khác, cho nên bây giờ mới bị đoản mệnh, bị yểu thọ sống ít, rồi bệnh hoạn lai rai lê thê. Nhưng mà thật ra nó yểu mệnh nó có hai trường hợp. Một, hồi nãy tôi đã nói là do cái tuổi thọ của cái giống loài của thời kỳ, nói chung là tuổi thọ đó, vấn đề tuổi thọ. Thứ hai đó là do cái nghiệp thiện ác, do một cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nào đó mà chúng ta bị tổn thọ. Cái chuyện đó bà con trong rừng cũng đã biết rồi, nhưng mà cái này mới là cái đặc biệt này. Do thiện nghiệp miễu thọ có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cái phước mình nhiều quá mà cái đời sống, cái hoàn cảnh hiện tại đó nó quá tệ đi, nó không có xứng với cái phước của mình nữa, thì chính cái nghiệp thiện đó nó cũng khiến cho mình á phải ra đi. Thí dụ như chúng sanh ở cõi địa ngục hoặc là loài ngạ quỷ, do phước nhiều thì tự nhiên á là khi mình nhận được phước báo, hoặc là do cái phước cũ đời quá khứ đến lúc nó trổ, thì tự nhiên cái loài ngạ quỷ, cái con ngạ quỷ đó tự nhiên nó phải chết đi để nó sanh về trời. Cũng nhờ có cái phước mà nó đang ở dưới địa ngục, nó phải yểu mệnh để nó sanh về trời, sanh về cõi người nha. Và nhân loại cũng vậy, có trường hợp đó là người ta phước nhiều quá, cái môi trường sống hiện tại nó quá tệ đi, thì họ cũng nhờ cái phước đó mà họ đi sớm. Nhớ này nha, cái này quan trọng. Tại sao tôi phải đắm một cái dòng rộng như vậy? Bởi vì các vị thấy trong đây có nói rõ một chuyện, là vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, cái chúng sanh mà có phước đó, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như mình có thể kể sơ thôi, là cái tầm mà cỡ như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Cấp Một Độc Quý Sa Kha là biết là bao nhiêu. Cái thời đó là cái điểm hẹn của những chúng sanh đại phước, đại trí, đại duyên. Họ ra để mà họ phò tá phù trợ một vị chánh đẳng giác, họ phước nhiều lắm. Và khi mà họ chứng quả rồi đó, thì chính cái phước đó nó đẩy họ đi xa, họ không có tiếp tục ở ngưỡng cái tuổi nhân loại nữa, mà họ đi sớm. Đi sớm nó cũng là một kiểu đoạn nghiệp. Ở đó giờ mình thường mình chỉ nghe đoạn nghiệp bất thiện, nhưng mà nó có một loại đoạn nghiệp thiện nữa. Thì nãy tôi có ví dụ đó, như chúng sanh ấy có địa ngục hay là ngạ quỷ đó, thì khi mà có cái phước rồi là tự động cái phước nó còn trở thành một thứ đoạn nghiệp để mà họ sanh về cái cõi lành. Thì có một thời gian mấy chục năm thì cái dân chúng ở xứ Anga và Makatha trong, các vị có coi chánh kinh các vị có thấy hay không? Tức là trong đây nó có một lúc đó, mà coi như đó là ở hai cái xứ này cái số người cư sĩ mà chứng thánh nó quá đông đi, nó quá đông, và họ chết hàng loạt đến mức mà coi như là hai cái xứ này đó có một lúc đó, nó gần như hoang vắng, giống như một cuộc mà thiên di, một cuộc di cư, một cuộc di tản mà phải nói là hoành tráng, là quy mô đó. Đặc biệt thì bên đây bà con phải có coi trong chánh kinh, chứ còn không chịu coi thì cũng gạt quá nha. Phải coi chánh kinh thì có rất, trong số đó có rất nhiều người ngày nay ngày biết tên. Ngày thấy cứ nó cứ lăn ra chết nhiều quá đi, cho nên mấy ngày mới lên bạch Phật để bạch Thế Tôn, những người đó lúc họ còn sống họ có đạo tâm thuần cố như vậy, học đạo như vậy, hành đạo như vậy, nghe pháp như vậy, giữ giới như vậy, thiền định như vậy, trí tuệ như vậy, mà công đức như vậy, mà bây giờ chết nhiều quá rồi không biết họ đi về đâu. Thì trước đây chứ không phải là đến bữa nay, trước đây Ngã Năng thỉnh thoảng thì cũng vào ngày hỏi Đức Phật như vậy, nhiều và rất nhiều lần như vậy. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là thời Thế Tôn còn trụ thế rồi thì coi như là cái chuyện sanh tử đó là phải nói là mình có nhiều chỗ để mình hỏi lắm, hỏi Ngài hoặc là hỏi các vị tôn túc thánh tăng. Như có một lần mà Malika mà chết rồi, vua vua vua
vua vô hỏi Đức Phật vị trí hoàng hậu của con chết đi về đâu, thì chị đó tôi nhớ tôi có kể rồi. Hoặc là có cái trường hợp là ông cấp cô độc cũng có đứa con gái mà nó chết chết trước ổng, thì ổng buồn khổ vô gặp Phật, ổng hỏi Bạch Thế Tôn không biết tại sao con gái con hỏi còn sống cũng tu hành con làm mà sao trước khi chết bị lãnh. Nó nói tầm bậy tầm bạ hoàng xiên. Bình thường kêu con bằng cha mà sao bữa nay sao mà trước khi chết nó kêu con bằng em. Thì Đức Phật ngài nói rằng là không có phải hoàng, không phải là hoàng xiên nó lẫn đâu, mà con gái của ngươi đó là bình thường đó, là chứng dự lưu như ngươi vậy đó, nhưng mà cái lúc lâm chung á thì coi như đó lúc hấp hối đó, trên giường bệnh đó, thì nàng đã chứng được nhất lai, có nghĩa là một quả vị cao hơn. Thì lúc thấy ngươi buồn á, thì con của ngươi mới an ủi trấn an ngươi, và trấn an bằng cách đó là gọi xưng hô một cách rất là đặc biệt, đó là gọi ngươi bằng em. Để ngươi thắc mắc và vào hỏi ta, người ta phải giải thích cho nghe là em ở đây có nghĩa là trong quả vị tu hành đó, thì người con gái đã chính đặt cái quả vị cao hơn con bố mình bắt. Vậy đó, rất nhiều lắm. Thì ngày nay cũng đem, hôm nay ngày cũng đem chuyện ra hỏi Đức Phật là Bạch Thế Tôn, ông đó, bà đó, bà đó, có nhóm cư sĩ, nhóm kia, nhóm nọ, họ tu hành như vậy, họ chết đi về đâu. Thì Đức Phật ngày nhiều lần ngày trả lời, nhưng mà hôm nay ngày lại nói khác. Ngày cũng trả lời xong là ngày lại nói thêm, nè anh em, cái chuyện mà người ta chết nó không có gì lạ trên cái chuyện đó là cho nên không có gì đấy phải quan tâm hoài, thấy ai chết cũng để ý. Thứ hai là nếu một người mà gọi là thành tựu được bốn cái pháp giữ lưu phần, có nghĩa là sao, là thành tựu được cái niềm tin nơi Tam Bảo một cách bất động bất thối không lay chuyển, và cái thứ tư đó, tức là ba cái đầu là ba cái niềm tin nơi Phật pháp tăng, và cái thứ tư đó là thành tựu cái giới hạnh mà Đức Phật gọi là Ariyakamtasi, đó cái giới hạnh mà bậc thánh ngợi khen đó. Thì với bốn cái này có nghĩa là thành tựu tam quy, thành tựu quy giới, thành bốn cái dự lưu phần, hay là đặc điểm của sơ quả đó, là thành tựu tam quy và cái gì ta, và thấm giới. Nhớ nha, đó là bốn cái dự lưu phần. Thì ngài nói rằng một cái người mà thành tựu bốn cái này đó, một là sanh ra đời thì phải chết, chị không có gì lạ. Và chữ thứ hai, người nào mà thành tựu tối thiểu bốn cái dự lưu phần thì người đó chắc chắn có đọa. Thì hôm nay Như Lai chỉ trả lời một lần nữa, không trả lời thêm nữa, nghe một lần này thôi. Cứ nhớ như vậy, thứ nhất cái chết không có gì lạ. Còn thứ hai về vấn đề tái sanh, nếu là một vị La Hán thì không còn tái sanh, còn nếu là vị Thánh Hữu Học thì không bị đọa nữa. Đó là nhớ bốn cái dự lưu phần. Thì một đó là thành tựu tam quy, thứ tư là cái thánh giới. Thành tựu tam quy ở đây có nghĩa là họ hiểu Phật là sao, là bậc thành tựu tánh cung giới định và tuệ. Ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, thì đó gọi là hiểu đại khái về Phật. Hiểu về Phật có nghĩa là toàn bộ nội dung mà Đức Thế Tôn đã chứng đắc và đem ra dạy lại cho người khác cũng được thoát khổ như ngài, thì đó gọi là chánh pháp. Còn chư tăng ở đây là thánh tăng. Thánh tăng ở đây không có gói gọn ở trong tu sĩ tăng ni nha, mà thánh tăng ở đây là ám chỉ cho tất cả nam phụ lão ấu tăng tục nói chung, mà chứng tối thiểu từ sơ đạo trở lên đến tứ quả thì được gọi là tăng bảo. Nhớ nha, thì cái hiểu như vậy đó rồi tin, hiểu như vậy đó rồi tin tưởng vào tăng bảo. Mà tin bằng cái gì? Tin bằng cái niềm tin của một cái vị thánh tối thiểu là tu đồ quần. Là sao? Là không vì say xưa, vị tu đồ quần là dứt khoát không có say xưa, không vì một lý do nào như là say xưa hay là điên cuồng hay là chết, mà vị sơ quả không vì lý do tâm sinh lý nào, kể cả cái chết
mà hiểu khác đi về Tam Bảo. Nhớ cái này rất là quan trọng. Vị sơ quả không vì cái lý do tâm sinh lý nào, kể cả cái chết, mà hiểu khác đi về Tam Bảo. Còn mình thì không có được. Mình bây giờ giàu cho mình nó có thuộc lòng tâm tạng này nữa, nhưng mà do một cái va chạm ở trong cái đầu của mình ấy, ha, va chạm trong não bộ, một cái rối loạn ở trong cái thần kinh ấy. Cứ tưởng ngăn là cứ nhìn trời mà cười đó là cái chuyện nó quá lạ nha, nhớ nha. Hoặc là bây giờ nói vị đó tu hành chân chánh, nhưng bây giờ có kẻ thù nó đè ra, nó bắt uống một cái thứ gì đó thì nó cũng làm cho mình mê loạn tâm trí, và lúc đó thì đối với Tam Bảo mình không có còn nghĩ, không còn tin như trước đây nữa. Ngay cả cha mẹ mình còn không biết nữa mà nha. Nhớ đó. Nhưng mà vị tu đồ quần tuyệt đối không có. Vị tu đồ quần chỉ có chết thôi. Chỉ cần vị tu đồ quần không thể nào mà vì một lý do nào mà mất đi cái niềm tin lên Tam Bảo. Còn mình chỉ cần gõ vô đầu mình một cái bon cái là coi như xong nha. Nhớ nha, cái vụ này quan trọng. Phật tử không được giải thích kỹ chỗ này, cứ tưởng là chắc là tôi cũng ngon lắm, tôi cũng tin Phật như trong kinh nói vậy đó. Vậy thì tôi với vị tu đồ quần nó khác nhau có gì? Không phải đâu. Mình là có tới 1001 lý do để mà mình không còn tin Phật nữa, mà cái chuyện nhẹ nhất đó là không, hoặc là cái lúc mà mình bị uống một cái thứ thuốc bậy bạ độc hại nào đó là coi như xong rồi, cuối cùng là chết. Khi mình chết qua kiếp khác rồi thì cái niềm tin này nó chỉ là cái duyên thôi, chủng tử hãy gặp đúng cái cơ hội thì nó có trở lại, còn nếu mà không gặp thì coi như tới quốc nha. Còn vị tu đầu quờ cũng có cái bốn cái dự lưu phần của người ta đó là không vì một lý do nào mà bốn cái này bị mất đi. Thứ nhất là sự thành tựu cái niềm tin nơi Tam Bảo, thứ hai là thành tựu trong giới, có nghĩa là vị này chỉ có thể chết chứ vị này không có một cái lý do nào vi phạm cái giới mà mình đã phạm, nó đã thọ trì. Sơ quả có thể chết nhưng không thể vi phạm cái học giới mà mình đã thọ trì, dù là cái giới xuất gia hay là cái giới của cư sĩ. Nhớ nha, nhớ. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ họ là cư sĩ, họ có thể có vợ, có chồng, họ có thể khi mà họ giữ ngũ giới thôi đó, thì họ có thể nghe nhạc, họ có thể ăn chiều, họ có thể trang điểm. Nhưng mà bữa nào đó mà họ thọ bát quan đó, thì mình bắn họ chết, bầm họ như tương, nhưng mà họ không thể nào mà họ phạm giới bát quan được hết. Đó là tôi đùa. Rồi mai này cái họ đi tu, họ thọ giới sa di, thì mình đem họ ra mình bắn được, nhưng mà họ không thể nào phạm giới sa di được. Rồi mai mốt họ thọ giới tỳ kheo thì mình đem họ ra mình bắn thì được, nhưng mà họ không có cách nào mình ép họ phạm giới tỳ kheo được. Cái đó gọi là ariya căn đó xì lá. Ariya căn ta xì lá có nghĩa là cái giới mà bậc thánh ngợi khen. Cái giới mà bậc thánh ngợi khen. Còn cái giới của mình thì các ngài khích lệ chứ còn không có khen. Tại khích lệ thì giữ được thì tốt, con ráng đi con, chứ còn khi mà khen để mà các ngài khen đó thì chưa đủ mức, chưa đủ. Tại vì ngài biết cái giới của mình nó dễ bị cám dỗ, nó dễ bị thử thách, là rất là dễ. Còn cái Ariya là thánh nhân, mà căn tá là ngợi khen. Nhớ nha, Ariya là thánh nhân, mà căn tá là ngợi khen. Ariya căn nó suy ra là cái giới mà thánh nhân khen ngợi đó. Đó là cái giới mà có thể cái người giữ giới có thể chết được nhưng không có vi phạm được nha. Thì vị thánh tôi được quần thành tựu bốn cái này. Và sở dĩ mà tôi dừng lại chỗ này tôi nói là lâu đó, là bởi vì theo tôi biết có không ít những người cư sĩ ha, do hoàn cảnh gia đình ha, từ bé gọi là không có chơi dế, không có đá cá lia thia, rồi cũng không có cái điều kiện để mà bị mũi mồng chích đốt, rồi lớn lên là đi lập gia đình, rồi học hành tốt nghiệp, rồi ra trường có nghề nghiệp ngon lành, tiền bạc lấy chồng lấy vợ cũng ngon lành, rồi từ đó rồi biết đạo, rồi cái giữ giới, rồi cái thấy tưởng mình ngon, rồi học qua mới giáo lý, rồi đi giữ khóa thiền này khóa thiền kia, nói chung ngồi mình dò là cuộc đời mình từ nhỏ lớn như mình đâu có sát sanh đó ta, rồi nhỏ lớn như mình đâu có trộm cắp lấy đồ của ai,
nhỏ lớn mình đâu có tà dâm giật vợ giật chồng của ai. Nhỏ lớn mình, trong cái giáo dục gia đình là mình đã không có nói dóc rồi à. Mà nhỏ tới lớn là mình đâu có nhậu nhẹt say sưa gì đâu à. Rồi bây giờ giáo lý của mình là học hỏi mình ngon lành căn bản như vậy, rồi có dự khóa thiền nữa, vậy là mình chắc là mình với Tu Đà Quờ cũng có khác nhau. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, triệu lần, là cái đó là suy nghĩ tầm bậy. Là bởi vì không phạm giới đó, chưa hẳn là giữ giới. Là bởi vì chẳng qua là đó giờ do cái điều kiện hoàn cảnh sống mà mình không có cái dịp để mình phạm à. Rồi do cái bối cảnh gia đình à, giáo dục học đường, rồi cái lớn lên là bối cảnh xã hội mà mình có mặt à, thì tự nhiên cái mình thấy mình sạch sẽ không. Chứ còn cái đó chưa chắc. Chưa chắc là mình trong sạch là do mình giữ giới. Nhớ nha. Đặc nhất là cái thứ mà tu thiền ba mới dự dài khóa ở Upandita Ba Ao Sumin ra nó về câu trời bằng dung, thấy mình là coi như là trên ngai cửu ngũ, nhìn xuống là thiên hạ như rác. Thì cái đó là rất là bậy. Thứ nhất là chưa phạm giới thì không hẳn là giữ giới. Thứ hai là dầu là pháp học hay pháp hành mà thấy mình ngon lành thì có nghĩa là mình còn đang rất là tệ. Có khá chăng mình khá với người không có học, không có hành thôi. Chứ còn là so với những người mà có học, có hành á, chưa chắc là mình bằng người ta, đừng nói là hơn. Tại vì khi mà anh giữ giới là anh có phước, anh giữ giới, anh thành thiền là anh có phước, anh gieo duyên giác ngộ. Chứ còn cái đó nó giống như anh bị tiểu đường vậy đó. Anh bị ung thư, anh bị cao máu, anh bị tim mạch thì anh phải uống thuốc. Cái đó không có gì để anh kiêu ngạo hết á. Yeah. Mình học Phật Pháp cũng chỉ là uống thuốc. Mình thành thiền, mình giữ giới cũng chỉ là uống thuốc. À, chứ không có cái ai mà đi tiểu đường mà đi khoe người khác là tôi đang trị liệu bệnh tiểu đường. Cái đó không có. Mà không ai đi khoe khùng hay sao đi khoe nó tôi đang uống thuốc chữa ung thư à, mỗi viên vậy là $300 thì cái đó là tôi nghĩ không có, chỉ có khùng thôi nha. Cho nên đó là khi mình thấy mình hay, mình giỏi, nghĩa là mình đã có vấn đề nha. Tôi phải dừng lại cái này, tôi nói hồi lâu rồi cho đó. Thì ở đây đó là ở trong đạo mình Đức Phật thì nói là chết chuyện bình thường. Thứ hai, đối với người mà chưa có bốn cái dự lưu phần á, thì sa đọa là chuyện bình thường. Và đối với người mà thành tựu dự lưu phần á, mà họ chết rồi mà họ không có bị đọa cũng là chuyện bình thường. Rồi cái một vị mà không có phiền não nữa, chết rồi là viên tịch không có tái sanh nữa thì cái đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nhân cái câu hỏi của ngài nghe này mà Đức Thế Tôn ngài mới giải thích cái đó à, và ngài cũng đúc kết lại là một cái vị tỷ kheo, một cái vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ nói chung mà thành tựu được bốn cái dự lưu phần này này thì được xem là một bậc thánh và chắc chắn không có bị sa đọa. Và cái khuôn vàng thước ngọc để mà mình dựa theo đó được gọi là pháp kính, tức là cái gương soi nghe. Và sau cái pháp hội đó thì ngài nhắc lại cũng một điều nữa, đó là giáo lý tam học. Tức là ngài nói tu tập tam học trong sự kết hợp nhuần nhuyễn thì nó chính là cái con đường mà dẫn đến giải thoát. Rồi sau khi mà lìa khỏi Nandika rồi thì ngài lại nói với ngài An Nan là chúng ta hãy đi đến Vesali. Thì cũng tại cái Vesali này nè, thì ngài ở trong cái vườn xoài của một cái cô nữ tên là Ambapali. Cái cô này nó cũng có một cái phước duyên hơi đặc biệt. Ambapa là cái cây xoài mango à. À, còn cái Pali ở đây có nghĩa là cái kẻ gìn giữ à. Ambapali là cái người chủ vườn xoài hoặc là cái kẻ giữ vườn xoài. Mà tại sao vậy? Là bởi vì từ cái không phải phải chữ từ mà chữ trong đi, trong thời Phật Sikhi tức là một trong bảy vị Phật quá khứ ha, thì Ambapali lúc đó nó là một là tỷ kheo ni. Đúng là này tôi nói bằng miệng được mà tôi phải gõ, mà nhiều người nói tôi khoái gõ, bây giờ gõ cái quý vị cũng không biết gõ. Một vị tỷ kheo ni tu hành rất là tốt, tu hành rất là tốt
tu hành rất là tốt. Rồi có một cái lần đó là nàng cùng với một nhóm thì kêu ni bạn đi lễ tháp Xá Lợi, thì trên đường đi thì nàng phía trước nàng cũng có một cái tỳ kheo ni khác không có nằm trong nhóm nha, không có nằm trong nhóm. Thì cái nhóm của nàng á lại có mấy vị tỳ kheo ni đi chung nhau, còn phía trước là có một vị tỳ kheo ni khác không có thuộc nhóm, đi riêng mình. Thì lúc đó nàng nghe cái tiếng khạc nhổ ở phía trước á. Rồi lát sau thì vài bước sau thì vài bước thôi thì nàng nhìn thấy có một cái động đàm á, đàm mà nó khạc ra đó. Thì nàng cứ chắc mẩm rằng đó là chính cái vị tỳ kheo ni hồi nãy khạc cho ra chứng ngay hết đó. Cho nên nó làm nàng khó chịu, nàng bực mình nhiều hơn là khó chịu nữa, bực lắm, giận nàng mới chửi là cái con điếm này, cái chỗ này mà nó còn khạc nhổ được. Alo, các vị còn nghe không? Từ một tỳ kheo ni mà lúc giận đi mắng người ta như vậy đó, dĩ nhiên là mắng sau lưng thôi. Cái con điếm này, cái chỗ này đó mà nó còn khạc được. Nhưng mà cổ hoàn toàn, cô tỳ kheo ni này cổ hoàn toàn cũng không biết là cái tiếng khạc đó và cái đống đòm đó không phải là của cái vị tỳ kheo ni đi phía trước, mà là của một cái người khác đi gần đó thôi. Mà cổ nhìn đó thì cổ có lẽ thấy ông bà tỳ kheo ni nhiều hơn là chú ý đến người kia. Mà bà không ngờ cái vị tỳ kheo ni mà bà chửi đó chính là một vị A-la-hán, một vị thánh ni. Một vị thánh ni mà bà đi mắng như vậy, cái con điếm này, cái chỗ này đó mà nó còn khạc được. Thì do cái câu chửi đó là coi như là đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp nàng sanh ra đó là cứ rẫm cứ quẩn là phải đi làm gái, cứ rẫm là làm gái mà cứ quẩn là cũng đi làm gái, làm gái suốt mùa tu cách mạng, nhiều kiếp như vậy. Cho nên là nhưng mà cũng có nhờ cái công đức tu hành, cho nên là có khi mà học đạo đó thấy cái cảnh mà coi như có gì đó, cái cảnh mà trong bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày rồi nước ối rồi tử cung rồi máu mủ tâm hôi rồi bà mẹ uống thuốc gì ăn cái gì nóng lạnh cay chua gì cũng ảnh hưởng tới bầu thai, rồi bất tịnh hôi ám, rồi sanh ra rồi nguy hiểm, rồi cắt nhau cắt rúng. Nàng thấy nản quá thì nàng do tu nhiều đời có học giáo lý mà, thì trong lúc làm thì kheo ni nàng có nguyện là mai này là kiếp nào mà tránh được thì tránh nha. Nếu mà tránh được cái chuyện ở trong bụng mẹ đó thì xin cho con tránh, đừng có mắc trong cái chuyện mà thai nghén hoặc thai nghén quá. Thì do như vậy trên kiếp cuối cùng vào đời Phật Thích Ca, nàng Ampa Pali đó, hóa sinh dưới gốc một cây xoài. Nên cái người mà nhặt nàng về đó đã đặt cho nhà sa thú lành thai. Kính cảm ơn sư Trạng Đông đã cho nghe băng giảng. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mới đến thượng tọa minh hạnh. Bảo vật sắp bằng mang lăng rác thân tu sắp bề đề vật sắp bằng bồ đề lưu pha quên là sala so thế công văn tu tề. Bảo vật sắp bằng mang lăng rác thân tu sắp bề đề vật sắp bằng hầm ma lưu pha quên là sala so thế công văn tu tề. Bảo vật sắp bằng mang lăng rác thân tu sắp bề đề vật sắp bằng sang hà lưu pha quên là sala so thế công văn tu tề. Tất cả anh phương hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng khách sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào đâm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và nghe pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, xin mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo ri ga re ta hin ta hin ta tham ma ra de na ba wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha ma cha na wa ca cha bhik kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha it sa ra sappana buta sukhita pawan tu te cha la mu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni gang tham ma wa rang ba ti cha te sappe vi duk khát sa kha ron tu sang kha yang ha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bút ga